vì mưa mãi nên không kịp về. Bên anh em lặng nhìn bầu trời nhỏ ánh mắt mộng mơ, sợ người yêu khóc khe khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng trên tiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng, thiên quốc đang vui một nàng tiên lỡ làm rơi ly ngọc ngà. Đang say nên trời bèn đọa đầy nàng xuống dưới trần gian, làm người dương thế không biết bao lâu mới cho quay về trời. Anh ơi nàng tiên ấy xuống dương trần một chiều mây bay, thương đời lính thương kiếp sống phong sương nên dù rằng một hôm thiên sứ trời sai gom mây hồng làm sẽ đưa tin về. Tiên nói dối tiên còn đang giận trời và tiên không về đâu. Tiên giáng trần không đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa rơi, đang đứng bên anh thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi lỡ mà trời gọi về thì tiên có về không? Vì thương đời lính thương kiếp sống phong sương nên dù rằng một hôm thiên sứ trời sai gom mây hồng làm sẽ đưa tin về. Tiên nói dối tiên còn đang giận trời và tiên không về đâu. Tiên giáng trần không đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa rơi, đang đứng bên anh thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi lỡ mà trời gọi về thì tiên có về không?